Xin chào cô chú và các bạn. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ hình ảnh cho ổi Thái Vuông. Thì hôm nay em đi thăm nhánh ổi Thái Vuông chiếc nhánh nha. Cái này thì em chiếc đầu xuân. Cho cô chú xem cây cao to bự khổng lồ luôn nè. Cây này có tuổi thọ là trên 40 năm rồi nha cô chú. Và mỗi năm con chiếc 2 lần. Giống như cái này con chiếc hồi tháng 3. Bây giờ nó ra rễ. Con cắt xuống xong con sẽ chiếc thêm một lần nữa. Bữa nay định là đi qua bẻ trái bỏ thôi. Tại ổi Thái Vuông á, trái của nó rất là lớn. Nhưng mà khi đến đây thì rễ ra rất là nhiều luôn, nó nứt tấm với bạc luôn. Để quay gần chia sẻ hình ảnh cho cô chú cùng xem nè. Đây, rễ nó ra to, ra nhiều, nó nứt tấm với bạc luôn cô chú. Mê luôn. Định là hôm nay qua là bẻ trái bỏ thôi. Cô chú thấy rễ nè, không còn chỗ nào luôn. Đây, nói chung là đợt này ra rễ rất là tốt. Cô chú thấy ở đây con chiếc nè. Cái nhánh này bự bằng cái cổ giò của người lớn luôn nha. Tại cây ổi Thái Vuông này rất là lớn luôn. Đây, đó, ra rễ hết rồi. Trái nè cô chú. Thì tại vì đợt này là con chiếc nhánh nhỏ nhiều. Tại vì có nhiều cô chú muốn mua cái nhánh nhỏ nhỏ đó. Nên là con chiếc cái nhánh nhỏ nhỏ cỡ này nhiều. Cô chú thấy nè, cái nhánh này khoảng chừng cái ống hút bô ba đó. Thì nếu mà một nhánh hai trái vậy nè là nó chịu đâu có nổi. Cho nên là khi mà chiếc nhánh nó khoảng chừng 2 tháng, khi mà tới cái mùa trái là con phải đi lặt bỏ trái bỏ. Để thôi là cái trái khi mà nó lớn lên nó quằn xuống gì nó sẽ nhảy, nó gãy cái nhánh chiếc của mình. Thì bữa nay định là qua để bẻ trái bỏ thôi. Nhưng mà con thấy cái rễ nó khá tốt nên con sẽ cắt luôn nha. Bây giờ con sẽ cắt ha. Cái rễ này là không cần phải mở với bà coi thử ha. Gãy quá nhiều cũng đổi nứt luôn nè. Giờ con sẽ cắt nha. Gãy nè, cực xỉu luôn ha. Nó ra tới ngoài đây luôn, nứt cái tấm giấy bạc luôn. Mà cô chú nghĩ thì cái nhánh nhỏ xíu gì mà trái một hai phao sao chịu nổi. Giờ cắt luôn nha. Nhánh này là cưng hú hồn luôn nè. Con sẽ cắt nó luôn nha. Nhánh này gãy trắng xó luôn nè. Con sẽ cắt nha. Đây, nhánh. Gãy cứng ngắt luôn nè. Nó cứng luôn. Đây nhánh. Cứng luôn. Cứng ngắt rồi. Tại từng tới á, là kali á, bị mưa cô chú. Cho nên là định đi qua bẻ trái bỏ. Tại vì cái cây ổi này nó rất là cao. Con chiếc những cái nhánh trên cao mà. Sợ có trái á, nó gãy nhánh. Gãy nó lồi ra cục 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 cục. Mấy nhỏ em nghĩ nó gãy hết rồi. Cái bầu cứ ngắt hết trơn. Nè cô chú. Mà cứ ngắt luôn. Tháo cho cô chú xem ghiền chơi nè. Cái cây ổi này Thái Vuông này con chiếc mỗi năm nha. Ghiền lắm. Lúc nào nó cũng ra gỗ, ra rễ rất là nhanh. Tại nhánh nó trên cao không à. Đó, một nhánh ha. Đây, nó nứt luôn nè. Trái nè cô chú. Giống như rễ nó ra nhiều quá đó. Nó phình ra cái rễ. Rồi, cái rễ. Cưng hú hồn luôn. Từng tới Cali mình á, mưa gió ảnh hưởng bão lớn lắm, cho nên là định đi qua bẻ trái để đi về. Từng sau nữa đó mới qua cắt, tại từng này con cũng hơi bận. Mà qua thấy rễ quá trời. Luôn. Gãy nè. Gãy mê ly luôn ha cô chú. Trắng tươi. Không phải trắng tươi. Này cũng vàng già. Trên này nó đen luôn nè. Gãy nè. Sướng chưa. Bây giờ con sẽ coi cái nhánh bự này nha. Nó còn hơi mềm bay.
Mưa hay mềm. Nhánh này là siêu bự luôn nè cô chú, nhánh này bự bằng cổ giò luôn nè. Dễ nè. Cô sẽ cắt luôn. Đây, nhánh này cũng bự bằng cổ chân luôn nè. Đó, quá trời bự luôn. Nghe gãy luôn, con cắt luôn. Đây nhánh siêu bự nữa nè. Cái này bự bằng cái cổ giò của người lớn á. Bự lắm. Chưa có ghế. Chưa có ghế. Cắt sướng tay luôn cô chú. Ghế nè. Ở đây có nguyên một nồi luôn nè. Bảo đảm khi mà tháo mấy cái rễ này đó, cô chú nào không có muốn chiếc cũng nhìn cũng ghiền, cũng muốn đem cây nhàm ra chiếc luôn. Rễ cưng thiệt luôn á. Khi mà mình cắt cái rễ nhiều á, đủ già đó, nhiều rễ cô chú, mình nuôi cũng dễ nha. Nuôi rất cây rất là nhanh hơn. Bàn tay lắm á. Rễ. Một tay cầm phone quay, một tay gỡ của chú, cho nên là mở cũng hơi lâu. Cô chú nhìn nó nứt cái bọc luôn nè. Tét luôn. Để cho con cháy luôn. Ghế nó ra mạnh, nó tét cái bọc này cái chứ. Nứt nguyên đường. Nhánh này đẹp nè, nhánh này rất là lớn luôn. Thẳng đẹp. Cái cây ổi này con chiếc ở trên cao của chú, cho nên là này rễ nó cũng nhanh ra hơn những cây ổi khác. Rễ nè. Như là cô chú biết không? Khi mà mình chọn cái nhánh á, nó khỏe, nó không có cái nhánh nó mạnh á, thì chiếc nó cũng nhanh ra rễ nữa. Cứng quá. Chứ phần cái cây ổi này, cái vuông này á, nó lớn, có nhiều cái nhánh khỏe cho mình lựa chọn. Mình chọn cái nhánh khỏe mà chiếc á, nó ra rễ cũng nhanh hơn. Thấy không? Một nhánh nè, hai nhánh nè, ba nhánh nè, bốn nhánh nè, năm nhánh, sáu nhánh, ở đây nhánh là bảy nhánh nè, tám nhánh, chín nhánh. Cái chỗ này không là chín nhánh cô chú, mà rễ nè. Chỗ này nhìn sướng luôn cô chú, rễ ra đều đẹp mà ra rất là nhiều luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỗ này 9 nhánh đó cô chú. Đây nè. Để còn cháy hết luôn ha.
Nhìn cái này bự. Cái này bự. Đừng hòa phải lấy thế là mới được. Cắt ha. Dễ. Cái này bự ạ. Cháy quá trời luôn cô chú. Nhìn nè. Cái nhánh chỗ này á, nhỏ bằng hút bu bà ha mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trái. Cho cô chú xem nè. Một cái nhánh này khoảng chừng 2 feet, nó nhỏ bằng cái hút bô bà thôi mà đậu trái nè. 1 2 3, trái này có thể rớt. 4 5 6, và trái bự làm sao nó chịu nổi đó. Đó là lý do con phải đi, khi mà chiết ngay cái đợt mà nó có trái á, là con phải đi lặt bỏ mấy cái trái này bỏ hết nè. Ví dụ như cái nhánh này mình chiết ở đây ha, là mình phải lặt bỏ hết trái để thôi nó bị gãy nhánh. Tại khi mình chiết á, mình cắt bỏ một cái đoạn da ở đây nè, cái nhánh nó không có còn dẻo dai nữa. Nhìn trái cưng xỉu à. Nó bị chói nắng cô chú, trời thời tiết bữa nay hơi ui ui á, nó bị ảnh hưởng bão á. Giờ lên trên cao rồi, con không có quay phim nữa ha, mà con sẽ cắt xuống. Đây một nhánh nè, hai nhánh nè, ba nhánh nè. Cái này trên cao quá. Như là không có chỗ đứng á. Bên kia nữa kìa. Đó, bốn nhánh. Nhánh bự bằng cổ chân cô chú. Đây, dễ nè. Cái này bonsai là đã luôn ha. Gốc thiệt bự luôn. Xin chào cô chú và các bạn. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ hình ảnh ổi ruby thái chiếc nhánh, ổi thái vuông chiếc nhánh. Về một dòng chia sẻ hình ảnh cho cô chú cùng xem nha. Tại vì đây em đang có khoảng gần được 60 nhánh ổi cho cả hai. Đợt này chiếc ca gãy rất là vừa ý luôn cô chú, gãy rất là nhiều. Trong vòng 3 tháng rưỡi, gần 4 tháng. Cộng bự bự không? Cái rễ ú nu đó. Và những cái nhánh mà con chọn chiếc á, nhánh cũng khá to, nhánh chuyển qua thân gỗ. Đây nè. Cái mặt bên này nhiều rễ lắm. Tại cái mặt bên đó nó ít hơn chút. Cái này con đang ngâm ở trong bi quan nè cô chú. Rễ rất là đẹp ha. Rễ dần cháy luôn. Nguyên một nồi. Cục 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 cục. Đa số là nhánh nào cũng khá to, chuyển qua thân gỗ, thân cũng hơi to to. Thân to lắm nha cô chú, cái này là nhánh này to hơn ngón tay cái nè. Đó. Có gốc. Nhánh cũng khá to, nhánh nhỏ thì cũng chuyển qua thân gỗ đàng hoàng chứ không có nhánh non xèo. Còn nếu mà cái rễ này á, cô chú chăm rất là nhẹ nhàng luôn. Hôm nay con tiếp tục bán nhánh ổi thái vuông chiếc, nhánh ổi ruby thái chiếc. Cô chú thấy rễ nè. Thì nếu mà cô chú nào biết chiếc nhánh, đã từng chăm cái nhánh chiếc thì alo cho con nha. Nhánh bên này rất là cao to luôn nè. Nhánh này to hơn ngón tay cái và có chiều cao là 5 feet hơn. Rễ rất là nhiều luôn. Và cái giá, giá ở đây có giá từ 90 đồng không? 60 đồng, có những nhánh 60 đồng luôn nha cô chú. Quay đây. Nhánh này còn bán 50 nè. Gốc nè. Đó. Mình nuôi ra tược là cây nó ok thôi. Nhánh này to hơn tay cái nè. Còn bán 70. Đó. Ví dụ như cái này đi, khi mà con vô chậu rễ full, con sẽ bán 120, 150. Thì cái này con chỉ bán giá vậy thôi. Tại con biết là ví dụ những cái giống ổi mới sau này ruby thái thái vuông á, những cây lớn khá lớn á, vô chậu giá không hề rẻ. Thì ví dụ cô chú nào biết
chiết biết chăm thì mình mua cái này giá cả nó sẽ ok hơn ha. Nhưng mà cô chú nào chưa từng chiết nhánh, chưa từng chăm hoặc là chăm cây không có giỏi thì con khuyên là không có nên mua cái nhánh chiết này nha, tại vì nó sẽ có rủi ro và con sẽ không chịu trách nhiệm trong cái vấn đề rủi ro khi mà cô chú mang cái nhánh về tự chăm. Cái này con cũng bán theo cái dạng chiết nhánh thì con chia sẻ với cô chú như vậy. Đây, nhánh này nó nhỏ vậy, con sẽ bán 90 nha cô chú. Nhánh cũng chuyển qua thân gỗ đàng hoàng, cành nhánh nhiều nè. Đó, nếu mà cô chú nào chăm giỏi là cái trái này lớn lên luôn nha, giữ trái luôn đó. Rễ nè, nếu mà cô chú nào đã từng chiết nhánh, đã từng chăm á, thì con chắc chắn rằng cái rễ này cô chú nuôi rất là nhẹ nhàng luôn, rễ rất là nhiều. Nếu mà bản thân con cắt xuống để con tự chăm á, thì rễ như thế này là quá ok với con rồi nè. Tại lần này là con cố tình để rễ thiệt là nhiều, cắt xuống để chia sẻ cùng với cô chú. Tại vì thật sự quá nhiều, nhà con thì không có rộng đâu cô chú. Để hết nhiều đây với lại là không có để được những thứ khác đâu. Đây trong này con còn nữa nè, hơi bề bộn xíu. Đó, nguyên một nồi trong kia nữa. Thì từng này con sẽ chia sẻ nhánh ổi thái vuông, chiếc nhánh ruby thái, chiếc nhánh, và tiếp tục tuần sau con vẫn tiếp tục chia sẻ thái vuông chiếc nhánh thêm một lần nữa, con nghĩ là còn một đến hai lần nữa đó, thì con mới chia sẻ bớt cho cô chú theo cái dạng chiếc nhánh bớt đi, chứ một mình con chăm cũng không nổi. Từng tới nữa thì con sẽ, nếu mà con hẹn được chủ nhà đó, con lại tiếp tục chia sẻ những cái nhánh chiếc mận, cũng lại là mận nữa, thích làm mận đó, rồi sẽ tiếp tục hoài hoài luôn cô chú. Tới tháng 9 thôi, tại vì ví dụ tháng 10 là con sẽ giữ lời con tự nuôi, tại vì lúc đó cũng gần lạnh rồi á. Nếu mà cô chú thích mua những cái nhánh chiết này thì alo nha, và trong thời gian tới con sẽ chia sẻ những cái nhánh chiết đó. Bây giờ con sẽ lựa ra nhánh nào nhiều rễ, giống nhánh này, nhánh này. Nhánh này cũng rất là nhiều rễ nè cô chú, nhiều lắm đó. Đây, mặt này nhiều rễ dữ lắm luôn. Thì con sẽ tiếp tục ngâm vô trong B1 để ngày mai chia sẻ với cô chú. Còn nhánh ít rễ thì con sẽ cho vô chậu con nuôi, như vậy thì sẽ an tâm hơn ha. Nhánh này nhiều rễ nè, nhánh này nhiều rễ nè, chia sẻ cho cô chú được nè. Mấy nhánh này thì quá ok. Có nhiều cô chú hỏi con là khi mà cắt nhánh xuống như vậy thì cho cái đất nào tốt. Thật sự con cũng đơn giản lắm. Như cô chú thấy cái đất này nè, là cái đất khi mà con xếp rau xiên bang đó, hoặc là cây xiên bang á, ví dụ như ngò gai, ngò ôm, lá lốt, rồi con bỏ bớt đất ra để con xếp cho cô chú. Như cô chú nhận, cô chú thấy là nó không còn cái bầu nguyên vẹn, nó bị khuyết chỗ này khuyết chỗ kia đó, là cái đất này còn lại nè. Đó, thì con phơi nắng, con để mà nắng cho nó khô, xong rồi con sàng, con bỏ bớt rễ đi đó, để con sử dụng để con trồng thôi. Còn nếu mà cô chú nào muốn an tâm cưng cái nhánh, cưng cái cây của mình á, thì cô chú có thể xài phốt farm. Còn như con á thì con hay xài cái đất cũ của rau đó, xếp hàng xiên bang, con sử dụng lại thôi. Con chỉ sàng ra, bỏ bớt rễ đi cho đất mịn đồ lại, rồi con trồng xong con bỏ chỗ mát, con tưới đẫm cho cái tuần đầu tiên, cái tuần thứ hai đừng có để ngoài nắng là được đó. Cái rễ này thì cô chú nuôi rất là nhẹ nhàng luôn, cây nó sẽ rất là nhanh khỏe luôn đó. Còn ví dụ khi mà mình cắt nhánh xuống đó, nó chỉ leo qua một hai cọng rễ thôi, thì thật sự cô chú nuôi cũng hơi hồi hộp. Còn cái này thì quá ok luôn rồi ha. Thì khi mà vô chậu khoảng chừng 3 tuần đến 1 tháng thì nó sẽ ra mầm cô chú. Còn nếu mà nó không ra mầm á, thì nó ra đi. Cho nên là cô chú nào muốn mua cái nhánh chiết này thì nên cân nhắc trước khi mua ha. Con ủng hộ cho cô chú nào ở gần, thứ nhất, thứ hai là cô chú biết chăm á, thì cô chú an tâm, con cũng an tâm khi bán hơn đó. Còn cái rễ này con an tâm để bán rồi. Hôm nay con có ổi thái vuông cây nhỏ và cây lớn luôn nha. Cây nhỏ nè, cây nhỏ nhưng mà nó cũng có gốc đó. Gốc nó cũng khá to nha cô chú, cũng có nhánh và đàng hoàng đây nè đó, cây nhỏ
ổi Thái Vuông. Bên này con có ổi Thái Vuông không hột nè. Ổi Thái Vuông trái lớn, dãy đầu trái hoàn toàn không có hột luôn nha cô chú, cây chiếc nhánh. Ở bên này con có ổi Thái Vuông trong chậu 7 ga lông nè. Cây có chiều cao là 6 feet. Gốc mà. Gốc to ha. Đây, lướt qua dòng cho cô chú cùng xem nha. Cây này có chiều cao là 6 feet. Cây này cũng gốc to hơn ngón tay cái nè. Cây này tán tròn đẹp. Đa số khi mà con chiết cái nhánh á, là nhánh cũng khá to. Chỗ thấy nhánh to không ha? Nhánh to dễ nuôi. Rồi nếu cô chú thích thì đến lựa nha.